Ok, chào các bạn, lại là mình đây và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở cái hộp quà từ một bạn khán giả rất là trung thành của kênh. Đó là bạn Vĩ. Bạn ấy gửi cho mình mấy lần rồi, mình đã làm clip mấy lần cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay cũng khá là một ngày khá là đẹp trời. Thì sau khi mình đi làm về thì thấy có một cái bưu phẩm. Đoán đầu tiên đoán ngay là của Vĩ rồi. Mình bóc ra để xem. Hôm nay sẽ làm clip bóc ra, xem bên trong có gì. Đấy. Cũng thi thoảng chắc khoảng cỡ độ 1 tháng một lần thì Vĩ gửi quà cho mình. Bên trong thì sẽ có rất là nhiều lá bài. Cắt cái lớp mà giấy bưu điện là cái hộp này thì cũng rút kinh nghiệm so với rất nhiều lần trước thì là những cái lần sau thì Vĩ đã chuẩn bị những cái hộp nó vừa vặn hơn, không đánh lừa mình và các bạn. Tức là có bao nhiêu lá bài thì cái hộp nó chỉ bằng ấy thôi, chứ nó không kiểu 100.000 lá, 2.000 xôi như kiểu là hộp Deal Devastator nhá. Chứ ông gửi được 2 lá bài ông cho vào cái hộp đấy thôi tôi cũng thua. Bọc kỹ quá nhỉ. Cái này là dán bằng dính trong chứ không phải là dán bằng ni lông siêu của Konamin, nên là bóc ra nó cũng hơi khó. Mình sẽ điên mất. Đánh đố đại. Ok, thay vì rất nhiều lá bài thì nó là một cái lớp như này và ok, dù sao thì đây là một cái hộp, hình như đây là một cái hộp dùng đựng ví, kích cỡ khá là giống, có thể dùng lại cái hộp này để đựng những cái đồ khác và tiếp tục bóc cái này ra. Đây là cái lớp lá bên trong cái nem chua, thì mình sẽ bóc cái ni lông này ra. Cho các bạn chưa biết thì đây là ni lông nổ dùng để bọc hàng, bưu điện rất hay dùng và mình cũng đã từng chia sẻ là mình rất thích nghịch cái ni lông này, bày bóp rất là phê đấy. Giờ thôi làm clip để bóc bài chứ không phải làm clip để nghịch ni lông nổ. Mình sẽ thử bóc cái này ra. Trời đất, mình nghĩ rất nhiều lần Vĩ gửi hàng cho mình mà chưa có cái lần nào mà mình bóc thành công bằng tay không, liên tục phải dùng kéo, liên tục những lần dùng kéo đây rồi. Hay đây là Thunder Dragon Titan hình 7 bánh ngọc rồng, đây là chùm cuối của Deck Thunder, Thunder Dragon Hawk dùng để tái chế hàng. Hình như đây một set Thunder thì phải. Tiếp tục là một con Hawk nữa, 2 con Hawk, con Hawk chỉ 2 thôi. Thunder Dragon Duck chủ bài sớt, tiếp tục có Thunder Dragon Duck và nào Thunder Duck chia 3 mà Thunder Dragon Roll, con này để gọi quái, con này chắc chia 3 đấy, may là con này có 3. Ok, mình đã có một set Thunder khá là đẹp. Dùng để build deck Thunder. Thưa thì mình cũng định build, mình chưa chơi Thunder bao giờ đâu, nhưng mà bản này nó cũng khá là đẹp ấy. Nên là mình cũng nhờ vị kiếm một set. Đây là Brotherhood of the Five Fist Rooster. Ok, đây là một lá từ rất là lâu rồi, từ JOTL, rút mở July, khá là lâu của deck Five Fist. Thì nó là Secret Rare và UK, rất là đẹp nha. Lấy ra xem thử, lấp lánh các kiểu. Cái thời JOTL này Secret nó rất là dễ phân biệt US UK, tại vì US thì nó in Secret mạnh hơn. Ok, đây là DDD Flame Hiking Gang Hiss, một con lại từ Sofusion, in lại trong Mega Team. Super rare. Và bạn ấy còn cho mình cả cái ni lông dán, nhưng mà lại còn dán cực độ. À, na na na, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, đằng sau còn một lá bài nữa. Đây là ba giờ phút là The Five Fist Eagle để support của deck Five Fist. Mình đã từng xem phim thủy hữu nhưng mình không rõ ông này là ông nào đâu, chỉ biết có con đại bàng đằng sau là con đại bàng bởi vì nó y là Eagle. Còn đây là con
đi đi cái ni lông dán này thì mình dùng rất là thường xuyên, mình đã giới thiệu các bạn rồi, dùng để bọc các cái lá bài UK không thể bị xước. Đúng là phải dán như này này đấy, mặt trước nó sẽ như này. Tiếp tục là mình đã có eagle rồi, đây là gospel, gospel artwork chuẩn chứ không phải là alternate artwork. Gospel và Gosogar, Gosogar thì là alternate artwork, còn Gospel thì là artwork thường. Mời cho vui thôi, nhìn rất là đẹp nha. Thực ra mình thích cái artwork này hơn là cái artwork alternate. Ok, cuối cùng thì là Maxim of Chaos trong một cái slip rất là cũ nát. Giờ ơi là vĩ, cho bài cho cơ tâm tí, cho slip xịn xịn coi. Maxim of Chaos, cái con này thì nó trong cái hộp mà Dew Dew Power. Thì mình cũng collect một số lá của Season 1 với cả những cái lá support cho phủ áo đen dùng cho mắt xanh ấy. Thì mình có một quyển như thế, thì hiện tại đang thiếu con này. Thế là Vĩ đã kiếm cho mình một con. Các bạn có thể nhìn liên tưởng đến siêu nhân báo đen Wakanda Forever. Nhìn rất là ngầu nha. Ok, mình đã kết thúc chuyên mục bóc hàng, bóc quà của bạn Vĩ hàng tháng. Rất cảm ơn Vĩ đã tài trợ cho cái clip này với rất là nhiều lá bài giá trị. Và hy vọng là trong các clip tiếp theo sẽ được khám phá các cái lá bài cũng như là cái cách gói cầu kỳ của bạn Vĩ dành cho mình. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn lại trong clip lần sau.